Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chơi Minecraft Fit The Beast Presents Integration Và nó sẽ có điều gì đặc biệt Hiện tại đầu tiên mới do thấy ở sao chỗ này biển vậy Bên đây là một cái phần Terracotta Misa Biome Badland hả? kêu Badland Nó có gì đây? Flame Oh yeah, Flame Mini Utility Bạn mod mới, mod mới và phiên bản này có nhiều cái đồ chơi uh, mini utility thú vị nè đem lại những cái rất là quen thuộc press um, experience pearl golden lasso giống như extra Utility, lunar panel lunar có công thức này nữa lunar mà có công thức vô đây nữa này là gì đây ibpdx <laughs> là integration gì đó idbp pd IDPD IBPD X Một bản mod dành riêng cho phần chơi này Có những món lạ lạ Đây là Star Spirit Alloy Wow kết hợp với Star Medal với cây Spirit cho ra công thức này đây à, Vậy những cái khác nó sẽ có gì? Chúng ta sẽ cần phải nhìn vô Facebook Hello đây là giúp chúng ta có thêm thông tin về phần chơi này thông thường nó không phải là cái chúng ta, ta muốn biết thì phải đọc và có những nhiệm vụ nó không thể hiện hết tất cả mọi thứ nha nó cũng có những cái không làm cũng được không sao remit quest progression gate nghĩa là những cái ngăn cản hay là giới hạn trong việc phát triển có những cái chúng ta sẽ cần phải hoàn thành trước thì mới làm được cái chuyện ở đằng sau. Rồi và ta sẽ có uh, nature compass LK3 hả LK3 inspect. À ha, LK3 nó là một cái đồ chơi mới. Ồ. Oh, chưa có thấy. Biết đúng không vậy. Đúng rồi. À, chúng ta sẽ có integration à, được tặng cái bánh uh, donut ăn trước đây là expert pack <laughs> expert pack nghĩa là dành một cái mod pack dành cho dân chuyên nghiệp á expert mà à, mình thì không phải dân chuyên nghiệp mình gà lắm mình chỉ vô đây review thôi <laughs> và có cái này nữa infinity catalyst phải không à, có gì đây để đọc thiệt nhanh coi nói gì chẳng ở đây là có nhiều cái thay đổi và ba lần lại trong các bản mod rồi đầu tiên chúng ta sẽ có botania có chắc đây là tất cả mọi thứ chúng ta có thể nhìn thấy chưa editing mod mở lên coi chắc cú. rồi welcome overview overview thì sẽ có botania rồi uh, mana steel Astro Sorcery, Luminous Crafting Table, Waystone Ờ, à, Waystone đổi thức rồi cả, Celestial Gateway Gây nha Đổi ẩm thức rồi Eridison Eridison on Tha là của Astro Sorcery Mới giờ chúng ta được cấp một cuốn Astro Sorcery mà Discovery Phải làm mới được à, Nó có chỗ sạch luôn rồi, vui ghê và đây là một mod pack về tách tách là thấy nhiều rồi đó anti gì nữa hot cooking play rồi đó là đồ dành riêng và hãy coi progression từ thời điểm ban đầu bạn sẽ cần phải có gì thời điểm ban đầu Sau bồ thấy nha là sao ở đây chứ vậy là trên đó trên đây trên đây có từ đâu nước infinity in gạch draconium gây 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 thấy cái chữ expert là biết nó ghê đến cỡ nào rồi đó ven mai nó có hai loại ven mai in -gen. đọc nha phải đọc cho kỹ những cái cường hóa này đó, nó chỉ dành riêng cho clay lock log uh, là đào tất cả mọi thứ và nó sẽ liên quan đến landline pick pickaxe Rồi bây giờ mới vô là không đào được đá. Đá là phải từ từ mới được đào. Rồi vậy là có hai loại luôn. Van Miner và Ultimine. Van Miner là đúng với cái tên là đi đào các cái loại khoáng sản. Gỗ này nọ. Là theo cái mạch á. Còn đào những cái bình thường là Landline. Ok. bên chia rõ ràng ghê luôn. Uh, Petal Apothecary. Sử dụng cái này. Sử dụng cái này. Ủa mấy giờ tại sao lại bắt đầu từ cái này ta? Trên đây chứ. cơ Construct. Rồi người ta nhận được phần thưởng là hai món này. Giờ phải làm Pathway for Ok. Đây. Alky Tree nè. Retour. Mấy giờ cái Retour rồi. Retour gì đây? 3 x 3. Mewthay thịt ớt. Mewthay thịt ớt. Uh, để làm Bấm ở giữa One of the forest ồ oh, vậy là Botania có thay đổi hả Để mình coi thử Mew thay thịt Earth Botania Grass Ồ oh. Botania có thay đổi lớn chắc Chakram Vẫn có những cái bông Thú vị và trong đây chúng ta sẽ có đồ ăn ăn càng nhiều đồ ăn nó sẽ cho những cái hiệu ứng à, đây là ăn uh, trái cây ăn ngũ cốc ăn protein rồi ăn uh, rau củ và đường ăn nhiều đường sẽ tăng đường huyết lên nhất làm gì <laughs> rồi cái bay lên liền trước khi coi tiếp trong cái phần Facebook thì chúng ta đang có Journey Map một cái loại bản đồ không biết tại sao mà dạo gần đây xuất hiện Journey Map hoài luôn á giống như là cái báo mod bản đồ khác nó không có nữa hay sao á chơi này mép, cái này xài khó chịu lắm luôn á và chúng ta có công trình gì kìa công trình gì đây astro surgery chính xác nó bị bao phủ ở bên dưới bao phủ nè tập ra coi ngay cái chest luôn mới giữ ơi có con này đang tắm nữa Ôi, người ta đang tắm vô đây coi rồi mở lên coi aquamarine Uh, constellation cũng chưa có đồ gì lạ rồi mà nhìn qua xung quanh oh abandon my shop lộ thiên quá có cái này nữa Stone brick well Bum, stone brick well Vậy thôi đó Đồ làm đẹp chơi vui thôi Giúp chúng ta xây dựng nhanh đó mà Và có waypoint waypoint kích hoạt lên giờ ví dụ như mình có cây pickaxe bằng stone chúng ta đổi qua survival và không đập được công thức của waystone đã có sự thay đổi này là do tác giả thay đổi thôi stone qua đây thôi vậy là đi rồi có chỗ thắp sáng waypoint đi tới đi lui vậy thì nên xây nhà gần waypoint có gì tele về cho nó khỏe tài công thức này, webstone không có gì thay đổi nha. tinh cơ, tinh cơ phiên bản mới nhất. thật không? đâu? tinh cơ construct, Oh yeah, luôn. tinh cơ, tinh cơ này là tinh cơ bao nhiêu? mà and you có không? có. Lấy xuống, mở lên, tinh cơ, selena introduction coming soon to hook sale you rồi đây là phiên bản thứ ba third edition of material and you tin cơ 3 những thông tin vô cùng quan trọng và bổ ích phải chịu khó đọc thì mới biết rồi và nó sẽ có modifier gì này nọ traveler gear nè traveler gear góc gồ vest pen boot modifier modifier sẽ có gì đây Ủa sao không có chữ gì hết trơn sẽ viết cái này không vậy ability upgrade thông qua smeltery luôn tool tool ta có mấy cái này gamma trời tối có con gì lạ không nha để mình để coi luôn đồ đó là cũng của astro sorcery sky island có cái uh, kẹo dẻo nè mấy em kiểu dẻo kiểu dẻo rồi đây là confuse slam block kéo dẻo sky slam bên kia cái để coi thử coi có gì trong này astro surgery tiếp và đập ngay đây đi xuống dưới có cái cục này cái khu bự bự mới có collector crystal một trong những món cũng rất là quan trọng của Astro Surgery khi bạn thực hiện Astro á bạn sẽ cần cái món đó từ từ chúng ta sẽ thấy được cái mức độ quan trọng của nó khi đi sâu vô còn thời điểm ban đầu thì chưa đâu ô và rừng cây gì đổi màu luôn trời ghê hả giờ cho trời sáng cái coi âm set đây phát ông gì đây lá gì đây rainbow tremendous elliptus Dạ ha Nó đổi màu nó có cái sắc nó đổi màu Nguyên một cả một khu rừng luôn Rồi và Đang lắng nghe Có tiếng gì không Không có tiếng gì hết Để mình coi night vision trước Không có night vision theo kiểu khác luôn Through up outside night vision Necklace ok in ạc à, có chưa à, lấy cái nhẫn Botania nữa đi mana ben Peter mana ben night vision vậy nó mới chịu tốt rồi bên dưới hệ thống hang động như thế này và chúng ta đang đi xuống âm bốn mươi mấy âm hai mươi mấy xuống dưới này có The voi chưa rồi có đờ voi nghĩa là hệ thống hang động rất là ok mình không thích hệ thống hành động sâu quá của những phiên bản mới bản mới hệ thống hành động nó đi nó không có được thoải mái gì hết trơn hết á khoáng sản rất nhiều quá dữ và quái thì cũng bao la hiển nhiên chúng ta dầm dòm bên dưới một cái có gì đây Spawner Ôi oh, Spawner nữa Beta, ta oh, Ồ có gì bên kia nữa kìa mọc ra mấy cái Violet Corundum Có được Blue Corundum à, Bay lên đây là rừng cây gì Magnolia Leaf cái này màu hồng màu tím vậy đó Và có cái gì nữa nè Cây này Cây này cây này cây này Sunny blossom awesome. à, Như vậy là có những cái loại cây mới Có một số cây chỉ để trang trí thôi Chứ nó không có tác dụng gì hết nha Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một chỗ Coi đồ chơi à, Trong phần chơi này nãy giờ Chúng ta nhìn qua là có tinh cơ Tinh cơ không có áo giáp Chỉ có vũ khí thôi vậy Thì cái gì là tốt nhất Có vũ khí gì tốt hơn nữa không Hurricane saw Land Slide to Mấy cây này là phải đưa vô Runic Onta Từ Ember Saw nâng cấp lên Dust Stone Saw Dust Stone Orc Super Alloy P1 P2 Fork Energy FE đó, Fork Energy á Và Dust Stone Công thức không khó Cái quan trọng là công thức này Masterful Masterful Wow Modular Machinery Nhìn giống lắm Structure Generator Rồi à, hiểu luôn Masterphone Modular Machinery Phải ráp vô thành cái multi block Thì nó mới chạy được tốt Và ta hãy quay lại Facebook Đi coi nãy giờ rồi Vô đây vô đây, đây chạy qua đây Simly Machine Machine làm được gì Đập ra Thermal Series Thermal Đi qua tinh cơ construct thưởng tùm lum luôn basic smelter luôn ngon vậy và modular alloy vô trong này từ từ phát triển lên và sẽ làm được cái mình mới vừa coi luôn van mining oh yeah trong đây là qua đâu qua nether bên nether có những món này và có mana steel cắt tay vào botania đó là bước đầu tiên mày mới overview coi cho biết thôi vậy là Botania là một cái khởi đầu xong rồi qua power nè power xong qua immersive immersive xong rồi lên tới industrial forgoing ma thuật machine block này là của một cái bản mod mới industrial podeso better end better end này cũng hay có những cái để giúp chúng ta đi qua dn rồi có những cái cường quá này nọ rf Rocket à, Rocket Tier 1 Space Boss Toon hả? Huh? Space Boss Nhìn giống như là một nhánh của Galactic Craft Nó lên tới Tier 3 thôi à Rover Moonbug Mesa Workbench Đúng rồi, nhìn này giống như một cái nhánh của bên kia đây thôi để chúng ta làm uh, cái hệ thống uh, rocket tên lửa bắn bay vào không gian. Ok. Phải vô không gian đi kiếm antimatter mới có phản vật chất ở ngoài không gian. Rồi xong bắt đầu refine. dây, Refine. Refine. Có refine. Black pattern. Black pattern encoder. Có công thức bự hơn ha refine storage lag pattern thì refine nó bị cái là những cái công thức nó chỉ có 3 x 3 thì nó sẽ có những công thức bự hơn thì sau này người ta có thêm mod pack này ê mod này chứ người ta nâng cấp nó lên rồi và coi tiếp coi tiếp infusion mystical mystical liền mystical agriculture đưa vô đây xử lý rồi và chắc chắn avaricia avaricia Công thức này thì sao? Ultimate steel Ủa không có công thức Infinity Catalyst đây Oh yeah luôn Nhìn vô coi có cái gì khó không Tình hình chung là những món cơ bản Đây là Infuse Crestonium Infuse Crystal thì làm thêm thôi Không có gì Hắn này làm được Ồ có công thức nghĩa làm rune ngon Rune này là Rainbow Rune luôn Được được rồi improve processor khác liền nó phải đưa vô công thức khác expert pack nha cho nên mình nãy giờ mình coi thử ở công thức nào mà nó thay đổi nhiều quá hay không có một số công thức thay đổi không nhiều rồi và chúng ta sẽ có resonating gem cái này là astro bình thường rồi có gì nữa có gì gây gớm có cục này purple plastic HDPE Bây tại sao phải làm HDPE? Lát tịch này cho sướng Có EMC không phải lộn không có EMC Có Action chứ bên EMC <laughs> hoài Action trong này không có EMC Không có Project E à, Và lên được cục Infinity Infinity đi từ Inert Cần phải có Infinity Fluid Và Infinity Fluid Cần có Meltery Antimatter kìa Antimatter này là đi từ đâu đây Antimatter Constructor phải kiếm từ đó nha Pyrothium dễ không nói Petrothium Petrothium là từ mấy cái món từ complex á chứ không gì đâu kết hợp thêm một cái khác thôi Cryothium cũng dễ Aerothium lại cũng dễ Starlight Astro Sorcery và Lime Essence Blood Magic để được cái này và ta sẽ cần phải có 700 độ C không khó nó không có singularity cũng đỡ không có singularity matrix nether star làm sao nether star shack action đi lên còn không thì kết hợp mấy cái này Synthes, synthesis space kết hợp vô live action có nhiều cách để làm để lên được công thức infinity catalyst và đưa vô công thức gì nữa ủa công thức vậy thôi hả nước gì công thức gì để làm được infinity catalyst đây là Avericia Light là bản rút gọn thôi nhẹ nhàng thôi tình cảm một chút ui không có cái này luôn không có công thức nè lên ít tơ gì này nọ war không có top the cosmo cũng không có luôn hố oh dè yeah luôn thì mục tiêu tối thượng của phần trên này là gì lên tới infinity catalyst hết tặng cho mấy món này chúng ta nhìn cái dấu mũi tên á ta sẽ thấy được nó đi qua đi qua đi qua nó đi tới xong nó đi tới cuối cùng là infinity catalyst và sau khi bắt đầu á thì chúng ta sẽ có breaking immersion phải có mana steel so thì mới cho vô kế tiếp stamping generic ha? generic controller Vậy là phải vô Botania để đi qua những cái công thức này đi qua đây Pi Pi gì đây? Pi z Item Pi Đổi màu luôn Onward to Industry Rồi trải qua những cái đơn giản Cold Cop, brick này nọ làm Steel để đi được vô trong này Và tiếp theo Star Power Astro Sorcery Astro Remix Pro Lens và nó có collector crystal và mấy cái crystal đặc biệt nè được uh, kết nối với lại cái chầm sao á. Chúng ta sẽ có the return. Return của cái gì? Return to electronic soldier. electronic soldier. <laughs> the return. interruption Rồi và bản mod này. Uh, nó là của bên FTB làm. Của cái máy này thôi Hỗ trợ vô Mấy công thức Chúng ta sẽ phát triển thêm Chúng ta làm cái infusion non ta nữa chứ Có jetpack là đi qua the end được rồi nè uh, infuse, Block infuse restonium Restonium Công thức này thôi Không có gì khó rồi và mình đang coi thử công thức gì mà export chút không thì có một cái Infinity Catalyst là thấy ghê Rồi đây là gì đây là search for the star đi tìm các vì sao đây là cái gì đây planet gì đây characters constellation ngắm sao ngắm sao kiếm đầy đủ rồi vô trong rock Main up Buster hả? À, đi qua mấy cái khu khác luôn. Rồi, ok, Silicon Ingrid nè. Vậy là cấp độ 3 là đủ đi hết rồi. Hiểu luôn. Vô tiếp Floro, chứ gì nữa? À, chắc chắn là Botania này phải làm hết rồi đó. này Copper Spark, Copperia Index, Copperia Spark. Một cái để làm kho chứa đó, nhưng mà kho chứa đó hơi mệt. Upgrade. Nâng cấp, nâng cấp cái này. p nhất vẫn là công thức của Industrial for thôi. Mấy công thức này thì không có gì. Speed Gear. Inva bỏ vô Bottling Machine. Lạ ha. Đây được cái Speed Potion. Nó thêm một bước nữa. Đây là một phần của Mechanism. Mechanism mình nói một phần thì cũng nhiều lắm á. Atomic này là Atomic Disassembler. Vô trong đây chân up magic lấy Hell uh, Potion Gas, Phải từ uh, Energy Hell Potion lấy Hell Potion bỏ vô. Wow, nếu mà có Hell Potion á. Uh, crystalline oil, crystalline flaxseed nữa. Black shit, bỏ vô đây Nhiều thứ quá Expert Pack đó đi qua tầm lâm thứ nữa rồi đó Muốn làm Mechanism đâu có dễ Làm thêm những món này Đi à, đi Evolution Đi tới đây là thấy sắp Tới uh, nơi cuối cùng rồi đó Up of Power à, Nãy mình chưa coi Reconic Reconyx Reconyx Chaotic Bow ax và armor lạ quá vậy inert potato <laughs> phải không vậy vẫn được không tôi nghe cái gì mà potato là tôi nghi lắm đó potato armor really vẫn bộ này rồi có bay được không <laughs> giống như bộ thầy thô z pack vậy đó bận vô không có đâu có bận này có công thức không có có nhưng mà không có bận được ok vậy không bận được thì bỏ vô trong này được không không được luôn không cho bận nữa thấy không không cho bận đâu thấy không không bận được <laughs> bộ thi thô bộ thi thô sao xài bởi <laughs> vì mới nói mấy bộ đồ này nó khoai quá là vậy đó <laughs> rồi mấy công thức này làm lên nâng cấp vậy là có chaotic dragon Chaos Dragon chứ Không có bộ giáp thôi Nhưng mà tại sao lại có cái phần này ta Có upgrade nè Thì nhiều khi bộ giáp này đã bị tắt mất rồi Just play Ở xài premium rồi đây Elf Steel rất là đẹp cái premium cũng được Không sao 83, 13 Plug and fill không thì xài fucking kinh trước cũng không sao Atmos suit Carbon helmet Carbon Require chest plate to function Phải có chest plate Carbon plate Vậy thì có đồ carbon không? Mm. Carbon này không có đưa vô tinh cơ rồi đó Carbon fiber có nè Dạch lên Làm đồ carbon Require carbon chest plate Vậy là phải có cái chest play thì mới bộ đồ mới hoạt động Bộ đồ đẹp quá Bạn lên thử coi Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây Và bầm Gắn lên Ngậu chứa Ờ à, Nhìn giống như Robocop vậy đó Robocop á Chúng ta coi tiếp Này rồi khu nick như vậy chỉ có là cây sáp power thôi Infinite possibility Tech remix làm cái cửa này trước. Xong mới đi xuống tới đây. Đây là kết thúc. Ừ. Oh. Thì ra không phải là cần phải làm. Mà làm tới đây. 100 cái Infinity Catalyst. Đây sẽ được tặng nguyên một bộ luôn. Quá dữ. Đủ bộ đồ chơi hết rồi. Đủ để được OP rồi. Và nó sẽ còn gì nữa. Capsule. Capsule này là những cái đồ tầm nhanh. Quăng ra cái nó tạo ra luôn một cái khu vực nào đó. Giống như nãy mình sử dụng vậy đó Mr. Mark hả? Huh? Mr. Mark Cái này là gì? Tôi thử cài Nếu mà bạn có thể sell Do Remix Item to gain Augment Augment gì đây? Không có, không được Bán cái này Astro Surgery Crystal Prism à. Astro Remix Rồi giờ có cái này Botanic Remix Người ta giới thiệu thôi Speed Upgrade Đi mua Circuit Case Circuit Case làm ra xong đi mua Ủa Speed Upgrade không mua được, không làm được hay sao phải đi mua Speed Upgrade Cái gì nhìn ghế vậy <laughs> Công thức gì nhìn ghế vậy hả? Singular torsion speed gearbox. Rồi công thức này nhìn thấy còn đã đỡ đỡ hơn chút. Ok. Nhưng mà vô đây. anti-matter Và đi vô tất tần tật tuốt tuần tuột của mechanism luôn. Thì mới làm được cái speed upgrade. Vậy đi mua chó nhanh. <laughs> đi mua chó nhanh thì concentrate nitro. Nitro concentrate. Cũng qua bước này cũng đâu phải dễ đâu. Nitro gas nữa nè thấy không? Nitric Acid Ethanol oh, Tới công chuyện luôn Có chừng thứ Rồi Coordinate Aether Module Rồi và cái này Overgrowth cũng mua được nữa Cải thiện cái Botania Mana Generation Iron Seed Iron Seed từ cái gì đây Wispy petal, Fallen Kanade Kanade K'nei canada Không biết nữa, Không biết đọc cái gì cho đúng luôn á Và anh ta coi tiếp đi Awkward Awkward là sao Awkward. Phần trên này là sao ba bước xử lý Mỗi bước liên quan đến ma thuật Rồi mỗi một bước chúng ta sẽ có À có ba, ba cách để xử lý khoáng sản Fortune Mining đập ra Xong bỏ vô cái này Lên bàn này cái nào nó cũng có liên quan chút tới ma thuật hết còn standard bao gồm những món này oh như vậy là mỗi loại khoáng sản khác nhau sẽ có những cách xử lý khác nhau iron <laughs> xử lý cách khác rồi qua đây là uranium alu alu hoặc là aluminium alu aluminium ừ. nói chung là những cái nào mà nó, nó nằm trong cái bảng này nó sẽ xử lý theo cách khác khoáng sản mà cũng căng nữa rồi thế hệ kế tiếp sao? Bước kế tiếp. Bước kế tiếp để sản xuất điện thôi chứ gì hết. Đây là gì? Crystalline Flagship. Rồi tự động. Các hệ thống máy tự động. Cái này thì làm thôi công thức làm thôi không có gì. Comet Race. Đây là Cooking Play. Ở, có chỗ để nấu nướng á, các loại đồ ăn khác nhau mac and cheese, fried chicken. Pem Harvest Crab 2. Lâu lắm mới thấy Pem Tại gì đây? Abacus, này là cái bàn tính nè. Bàn tính mà mấy cái nút gạt lên gạt xuống á. Pokemon Go Zombie. <laughs> Monster Ball. ra để bắt mấy con quái. Cần phải có Coral Block nha. Coral Block là hơi phiền á. Và storage stuffer Storage stuffer là vô refine Không xài AE Vậy thì có đồ REAT không? REAT Có Nhưng không có công thức Không có công thức Mana cũng không có REAT và BDT không có Nói chung là không có đâu Ê, có gì đây? Không phải Từ cái này bỏ vô thôi Không có liên quan gì đến cái chuyện đó hết rồi và nói tóm lại, đây là một phần chơi vô cùng thú vị và đây là expert pack dành cho những người mà à, thích à, tận hưởng khổ ba chấm á. Thì à, các bạn có thể vô để trải nghiệm một cái khoảng thời gian rất là dài chuẩn bị qua nhiều công thức. Thì những công thức này cũng có những thay đổi và có những cái mới được đưa vô giúp chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều bản mod khác nhau để đạt được mục tiêu cuối cùng. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây và nói các bạn trong những video khác. 拜拜。Bye bye